Trường Giang tiết lộ Harry Won và Mai Hồ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tiết lộ của Trường Giang về vợ mới và tình cũ của Trấn Thành khiến nhiều người bất ngờ. Trong một chương trình truyền hình sắp lên sóng, vợ mới và tình cũ của Trấn Thành là Harry Won và Mai Hồ đã có lần chạm mặt đầu tiên. Trường Giang ngay giới thiệu Mai Hồ chính là bạn thân của Harry Won khi thấy hai cô nàng nhận là bạn thân của nhau. Harry Won và Mai Hồ cũng không phủ nhận mà còn xác nhận đã quen nhau từ một năm trước. Trường Giang được dịp chọc ngoáy. Kể từ thời điểm đó, Mai Hồ đẹp lên rất nhiều, trong khi Harry Won xấu đi rất nhiều. Harry Won lập tức phản đối: "Anh ơi, chương trình này là siêu bất ngờ cho các bạn khách mời chứ đâu phải để chọc ngoáy đâu anh ơi." Nam diễn viên điển trai Minh Anh quyết tâm: "Dù đúng hay sai thì cũng sẽ quay lại. Tại đúng thì được tiền, còn sai cũng được ăn bột mì gom về." Trong một thử thách, Trường Giang chia sẻ: "Trước khi ghi hình chương trình, Harry Won đã nhắn tin cho Trường Giang nói: Anh ơi, hôm nay có Mai Hồ tham gia, em muốn cô ấy ăn thật nhiều bột mì." Harry Won liền chạy xuống kéo Trường Giang về vị trí MC và mắng nam MC nói chuyện xàm xí, tào lao, gây nhiều tiếng cười vui nhộn cho người chơi và khán giả. Nếu thấy tin tức hay thì ủng hộ mình bằng cách share qua Facebook bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những tin hot showbiz tiếp theo nhé.